em thật, nó ghen lắm á. Mấy bắp tích nhỏ kia. Mấy bắp tích nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong rồi đó. Thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy. Ừ. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông lấy 50% con nít, ông lớn ác cái 50% người lớn đó. Xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Quân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ làm bên Cộng Hòa. Rồi, rồi bây giờ Thạch. Dạ con tên Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà tại vì con có hai em bé nhỏ. Dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghỉ, ngày sau đó, em vô. Cái mới thấy bạn này mới quá. Tại vì hồi xưa con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn, mấy năm trời luôn. Giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này. Cái niên thích, cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp Nhi một cái là con tan chảy trái tim rồi. Đúng rồi. Trái tim hóa đá luôn. Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì, dạ đúng rồi, con lại con nói chuyện. Ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi còn bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi. Tại con nhìn mặt cặp già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi kêu chị em đi. Tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn. Cái suy nghĩ chắc không được đâu. Mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn và đồng nghiệp biết tâm sự không? Dạ. Tức là con thầm vậy là bao lâu? Chắc mấy tháng á, hai tháng. Xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung mới biết là sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoái đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói thôi cứ vô tấn công, vô tấn công. Nói thôi người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh ấy ảnh tấn công như thế nào? Sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong mà giống như có giác quan thứ 6 á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò ở trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về, mẹ Thạch la. Cưng quá. Thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương thiệt. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á thì đi uống nước, cái xong đang uống nước đấy. Chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á. Tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á. Ổng mạnh dạn nhất có thể đó. Mạnh dạn nhất có thể á. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Tay. Mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Như mèo hôn gì đấy không? Hôn má hả? Rồi liếm mặt luôn. Để nó nghe nè. Mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Con giữ mùi hơn. Ông đánh dấu á, chạy về. Bà dân bà tả luôn, chết nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không? Nó ủa sao không kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là thôi mốt đừng có hôn nữa. Mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu.
Vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con kiểu đó không? Hay là lần xong, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Chỉ có lần đó duy nhất thôi? Không, cũng gần cả tháng á. Hả, tháng là hôn cứ ước ước nhạc mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Hôn coi có bị chép phắn được không rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chép phắn gì á. À, tức là để mật mật đó hả? Để mật mật. Trời đất ơi. Trời ơi, không mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mộc. Dạ, đúng không? Bây giờ thì biết cô Hùng quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cho bà Mâu thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Ờ. Bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa? Hay là vẫn còn con nít, bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít 50 lớn. Ủa, có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không? Làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà chứ mà dạ con không thấy cái con, tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi, cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp tích nhỏ kia. Mới bóp tích nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Rồi con cứ nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ, con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái vô mà. Thấy không, lần sau là bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hai bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ, con nằm trong viện chắc cũng một tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Là Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo luôn. Dạ. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là một năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng thì lúc đó là có hai cái túi phổi dự trữ á, cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Cái Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có hai em bé được chứ, đúng không? Dạ. Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Dạ. Được 4 năm hai rồi. Hai đứa con. Vợ có gì, có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Cái mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thép vậy. Cái như là đi ngoài đường, thích cái món đó, món ốc đi, chỉ ngàn. Lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố quá, về luôn coi như dễ tuột mút. Dạ đúng rồi, dễ tuột mút lắm đúng không? Dạ đúng chứ rồi. Không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Hôm này là dễ bị tuột mút. Có không? Ít quýnh lắm, kia có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi, cãi lộn, cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Dạ. Còn gì có ghen không? Lúc đầu á yêu thì là thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen, giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào, nhắn tin lại, cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn với nhỏ này? Đúng không? Vậy mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, ghen là cho phép, cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng không? Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng khiếp. Nít mà. Giống như mới là 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra
cái về nhà được mấy ngày, tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn đó cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu, Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Ông thấy 50% con nít ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con nhưng làm mà... sao mà để cho Nhi thành có ba đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Trời ơi con biết sao, nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con có chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Dạ. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Dạ. Mệt con chứ không mệt ai. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ, hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng ghê. Nó xúc động rồi. Vợ con cũng biết luôn, con giấu tới giờ. Dạ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Thôi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Dạ, cảm ơn. Em là Tuấn Anh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang chuyên chụp hình cưới. Lúc mà trước thì có em làm bệnh viện. Còn đây là bà xã em. Em thì ở nhà phụ ông xã em, quản lý studio. Vậy thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Thật đó là tiễn một người bạn học chung cấp 3 đi Hàn Quốc, có nhờ có một cô bạn thì ra sân bay để chụp lại vài tấm hình. Lúc đó mình có máy thì chụp lại vài tấm hình lưu niệm cho gia đình. Đó, thì bạn này cũng ra đó. Tụi em cũng có chụp chung với nhau vài tấm hình. Thì sau cái buổi chụp hình đó thì xin cái contact của ảnh để mình lấy hình, cũng như là mình sau đó thì nhờ ảnh là anh dạy em chụp hình nhé. Được một người đẹp nhờ mình chụp hình vậy thì có hăng hái và sẵn sàng. Thì em rất là sẵn sàng cái gì đó. Thì ban đầu thì em ấn tượng với bạn là rất là tự tin, xinh xắn. Và có một cái đó là trời Sài Gòn rất là nóng nhưng mà lại trùm một cái khăn màu đỏ. Cái khăn đó là style của em hay là do bữa đó là bị bệnh? Cũng hơi lạnh lạnh tại vì lúc đó tụi em đi tiễn cũng 12 giờ đêm rồi. Sau đó thì chừng nào thì mới đến nhờ bạn này dạy chụp ảnh. Hai buổi ngày hôm sau thì bắt đầu tụi em mới chat chít với nhau, xin hình xong rồi mới hẹn luôn là ngày hôm sau tụi em gặp nhau luôn. Gặp ngay lần đầu tiên thì mình rất là thích, mình cũng thấy kiểu có cảm tình rồi. Bởi vậy là có mà được người đẹp nhờ để mà chỉ chụp hình này nọ thì mình rất là hăng hái, tại vì mình có một cái lý do rất là hợp lý để mình hẹn nó đi gặp này lọ luôn. Khi mà tụi em bắt đầu chat chít nhau vài lần, có đi chụp hình với nhau vài lần thì hôm đó máy tính nó bị hư mà em lại không rành công nghệ. Em nói là anh ơi anh sửa giùm em cái máy tính vậy đó. Thì anh nói là bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em một cách là anh sẽ chụp cái màn hình máy tính bên anh lại, là anh sẽ hướng dẫn từng bước qua đó. Thì khi mà vô tình mà em nhận được cái màn hình chụp đó thì em thấy có một cái anh để quên cái list Yahoo trên đó có một cái group là group Honey. Nhưng mà đặc biệt là lúc đó có 4 cô rồi. Trong đó có em nữa. Nói cái list đó là 3-4 người nhưng mà cũng hơi oan. Tại vì là không phải là em quen cùng lúc hay là gì đó, mà tới 3-4 người, 4-5 người. Mà là những bạn trước. Cái sau đó thì em không có thời gian hay là em quên gì đó. Em không có không xóa và nó đi ra khỏi cái group đó. Thì nó còn là 4-5 người chứ thiệt ra lúc đó thì em cũng có mấy 2 người thôi. Một lúc là 2 người đó. Rồi là khi mà em thấy cái group đó có 3 cô kia nữa thì em phản ứng như thế nào? Thì lúc đó thật sự hơi buồn một tí. Nhưng mà tại vì lúc đó tình cảm cũng chưa có gì hết. Em mới dọa ảnh, em mới gửi lại cái màn hình đó. Em khoanh tròn lại cái group đó cho ảnh. Em nói câu chuyện này là thế nào đây. Lúc đó là sao? Thì ra thì em rất là nó cũng hơi nhục chút xíu. Tại vì là thật sự ra là cái sai lầm đó nó quá sơ đẳng đi. Rồi lúc mà ảnh quyết định đến gặp em hai mặt một lời hả? Thì sao? Hỏi chứ giờ sao? Giờ là anh thích ai? Anh rất là mặt rất là thành thật và tội nghiệp. Anh kể ra từng mối quan hệ là không, cô kia là đã xong rồi, cô này là đã cũng qua rồi, chỉ còn cô này thôi. Xong rồi hỏi anh thích em đúng không? Cái này đúng rồi, anh thích em nhất luôn đó. Cho anh hỏi là đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình với em? Dạ ngay lúc đó luôn. Ngay lúc đó luôn. Thì ra nói tỏ tình thì cũng không có gì hết. Thì xong cái bữa hôm đó bạn anh chào bạn vợ hỏi là anh thích ai nhất, thì mình
thích bà xã mình nhất đó này nọ, thì coi như là xong luôn rồi, gần như là ok mình ngầm hiểu với nhau là mình quen luôn đây. Tại vì ngay cái buổi tối ngày hôm đó thì là tụi em gặp nhau nói chuyện xong á, thì ảnh mới chở đi vòng vòng đi dạo, thì ở khu quận 2 thì có một cái khu rất là lãng mạn, trong cái không gian rất là lãng mạn đó thì ảnh đè ra anh hôn một cái. Sau khi tỏ tình xong rồi thì cái người mà tức là thích sau em á thì em còn liên lạc không? À, sau đó là xong luôn chứ không còn liên lạc nữa. Thiệt không? Phải không? Vậy có ngày nào mà ảnh nói dối em điều gì không? Dạ có, cái bữa đầu tiên em gặp ấn tượng ảnh thì anh nhìn ảnh rất là thật thà. Nhưng mà ngay sau khi mà tụi em yêu nhau khoảng được 3-4 tháng thì em mới phát hiện ảnh nói dối em. Nói dối chuyện gì? Thường là hồi đó anh làm bệnh viện, thì tối đó anh ra trực, thì hôm sau sẽ off nguyên ngày, anh sẽ chở em đi làm, xong nguyên ngày anh sẽ về nhà. Cái hôm đó anh nhắn em là em ơi hôm nay anh chở em đi làm xong, anh sẽ đi chơi với lại cái anh trong cái nhóm nhiếp ảnh của anh. Xong rồi tới trưa em thấy anh chưa về. Cái em nhắn tin gọi điện hỏi cho anh là anh đi nhậu. Em thấy lạ quá, tại vì anh này trước giờ anh không có biết nhậu. Có gì đó mình hơi nghi ngờ. Thì hai ngày hôm sau thì vô tình em mượn máy tính của ảnh, thì em thấy có một cái folder ảnh. Cái nhìn lại thì đúng cái ngày mà ảnh nói mình là anh đi nhậu đó. Cái em mở ảnh ra thì thấy ảnh đi chụp hình cho một cô gái rất là xinh. Rồi xong hai người chụp qua chụp lại với nhau, xong rồi anh uống này kia. Có nghĩa là một cô khác chứ không phải là cái cô trước em. Dạ đúng, lại một cô khác nữa. Cô khác. Trời ơi xem gan quá vậy đúng anh. Tại cô bé cũng khá xinh. Hôm trước cô bé nó nhờ em chụp giùm một bộ hình, thì nói cho anh thấy cũng không có hại gì. Nếu như mà nói ra thì hỏi khi hỏi này nọ thì anh cũng không thích, bởi vậy nói dối chút chắc cũng chả hại ai. Em có tha thứ không? Lúc đó giận lắm, tại vì giận cảm giác mình bị lừa dối. Em mới hỏi anh là bây giờ anh nói thật với em đi, anh thật thà thì em còn tha thứ, anh không thật thà thì em không tha thứ đâu, là anh có thích bé đó không? Cái em anh dọa vậy cái anh có thích một tí xíu mà không có nhiều. Là hơi bị say nắng, say nắng. Say nắng. Anh cứ thắc mắc hoài. Em đó làm nhiếp ảnh nhưng mà lúc ban đầu thì thực ra mới đầu là bác sĩ nhưng bây giờ là giúp ảnh đó. Ủa tại sao vậy? Cũng đam mê thôi, thì mình chuyển qua làm trong bệnh viện thì cái giờ giấc này nọ tất cả mọi thứ nó đều hơi khuôn phép hết rồi đó, còn chụp hình thì nó tự do mà sáng tạo hơn. Em chuyển sau khi em đã kết hôn hay là em chuyển trước khi em kết hôn? Sau khi kết hôn có nghĩa là được sự đồng ý của bà xã rồi đúng không? Vậy em cũng hay ghê chứ, bởi vì ảnh làm nhiếp ảnh là chắc chắn anh phải chụp cho rất nhiều những cái cô người mẫu mà phải càng xinh đẹp thì là cái bộ ảnh của mình nó có giá trị đúng thì không? Thì ra thì cũng không cần lo lắng lắm, tại vì em chuyên chụp hình cưới thân đó cô hả? đã chuẩn bị lấy chồng là người ta đã đang hạnh phúc nhất rồi, đâu có vấn đề gì đâu mà lo cái chuyện đó. Thì cũng không vấn đề gì. Vậy thì bây giờ cho hỏi là hai người sau khi cưới nhau hả, vậy có những cái câu chuyện gì sau khi kết hôn mà bất ngờ với nhau không? Có một cái chuyện vui đó là tụi em kết hôn được khoảng 4 tháng. Thì có một lần đó là công ty cấp cho em thêm một cái sim điện thoại khác. Thì lúc đó chồng em chưa biết. Thì cái ngay cái hôm mà cấp đó thì là em đi vô phòng tắm xong em cầm theo cái điện thoại đó. Cái hôm sau nổi hứng lên muốn trêu chồng. Thế là em mới cầm cái điện thoại đó và em nhắn cho cái số điện thoại của em. Mà em biết là ông xã em đang cầm điện thoại của em. Em mới nhắn cái tin rất là mùi mẫn và ướt ép. Là hẹn hò, đi chơi này kia nhớ nhung. Thế là em biết là bão đang sắp tới. Lúc đó là rất là bực bội. Thì cái sau đó đợi đi ra, em đưa điện thoại cho này, hỏi cái gì đây? Cô giải thích sao đây? Đó, bạn này lại cứ sao lúc đó em sao? Em nói giải thích không? Em đang diễn, em diễn cho tới luôn, đó là em khóc lóc. Em giải bộ là mình đã sai lầm rồi. Em xin lỗi chồng, xin lỗi anh, em đã lỡ. Em chỉ mới quen người đó được một thời gian ngắn thôi. Trời ơi, nghe anh dữ vậy rồi em sao? Mà nó thì sấn lại kiểu như là biến lỗi anh. Em thì đẩy ra kêu cô đứng ra đi, tôi kinh tởm cô lắm. Trời ơi. Em nhà vô em ôm ảnh, tại vì muốn làm hòa, tại vì chồng em muốn làm hòa là cứ ôm đè là ôm ảnh là hòa liền. Có nghĩa là ôm lần hai đó. Dạ, ôm lần là hai. Sao chuyện gì? Đẩy ra. Cái gì? Tát cho em cái bóp. Tát vợ một cái. Trời đất ơi. Còn sao? Cái em đau quá nhưng mà vẫn cố nhào vô ôm thêm một lần nữa. Trời ơi, thì cái lì quá. Kinh khủng nhất là ảnh đè ra bóp cổ em. Trời ơi. Ủa dai. Cái này giỡn gì đâu mà giỡn nhây dữ vậy. Cái này anh Thuận té là do cái giỡn nhây của em đó, công nhận em gan thiệt luôn á. Thiệt ra là em không có cố ý lắm, nhưng mà mình giận quá. Với lại là mình chỉ muốn là đừng có đụng vô người mình thôi. Thuận tay mình đẩy mạnh cái là bóp mạnh cái. Rồi sao? Lúc đó bị bóp cổ rồi sao? Ngoài lúc đó khóc. Mà nó khóc thiệt tại vì đau quá. Sợ quá nên thôi nói thật. Anh khoan từ từ bóp cổ em mở ra mà. Em kể cho anh nghe, hai vợ chồng nó buồn cười lắm, vừa khóc vừa cười mà khóc thật luôn tại vì đau quá. Xong rồi chồng em ôm em xoa xoa vào má. Và má em vẫn có lúc đó vẫn còn năm cái bàn tay của anh ở trên đó. Anh nói chứ trời ơi sao em ngu quá vậy? Sao trêu anh gì mà trêu ngu quá vậy? Đó là vừa thương mà vừa giận mà vừa bực mà vừa nổi điên á, đúng không? Có bao giờ mà giỡn lại tương tự vậy không? Thôi luôn đi nghe. Okay. Bỏ luôn đi nghe. Anh khuyên em á, giỡn cái đó là giỡn cuốn chót đi nha. Đừng nữa nghe, đừng thêm nữa nghe. Bây giờ cho anh hỏi nè, trong đời sống vợ chồng vậy á, hai em có muốn vợ mình thay đổi như gì? Và em vậy muốn chồng mình thay đổi gì không? Và em có một cái rất là hay. Chẳng hạn như là việc đó em làm trong cái tình huống này, em làm như vậy, bạn nó kêu làm giống như em này nè, thì mới được. Sau đó thì cũng cái tình huống tương tự như vậy,
cái bạn nó lại lôi một đống lý do đó, phải làm như thế này nè, bây giờ phải làm như vậy nè, mới hay nè. Nói chung là cái gì bạn nói cũng được hết trơn hết trọi. Cái gì bạn nói cũng có lý do nào chính đáng đó mà bạn làm theo ý bạn nói không à. Chứ còn nói hồi em cũng không làm theo ý của em được. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bà xã em làm cái chuyện gì đó em rất là bực, có phản ứng lại. Lúc về cái bà xã em bắt đầu giảng nguyên một bài là anh không được làm như vậy, anh làm vậy là không tôn trọng em hay là gì đó. Cuối cùng kết luận lại mình sai. Trong khi cái chuyện đó ngay từ ban đầu đó là bà xã mình sai chứ không phải mình sai. Coi như là đáng lý em phải làm luật sư mới đúng. Cái còn em? Em thì mong muốn là chồng em biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Tại vì anh rất là nóng tính á. Nó anh giận lên cái là anh đùng 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 nói. Hoặc là giận xong cái mặt anh sẽ nguyên đống vậy đó. Nhiều khi có khách hàng ở đó anh cũng vậy nữa. Dạ, nên là em chỉ muốn là chồng em là bớt nóng tính lại thôi. Vấn đề mà nóng tính á, thì chị tiếp xúc với lại rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì hầu hết cái nóng tính á, là của người chồng. Dường như nó là cái bản tính của người đàn ông rồi. Tuy nhiên á, cái điều đó mình hiểu, nhưng mà mình không đồng thuận, đồng lõa cho cái việc nóng tính, mà phải hết sức kêu gọi là kềm hãm lại. Với một phần nữa, Tuấn Anh là một nhiếp ảnh đúng không? Cũng là một nghệ sĩ. Thành ra là nghệ sĩ thường ít bây giờ nóng tính lắm. Chẳng hạn như anh. Thôi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình này. Đây, đây, cưng ngồi đây nha. Rồi, vợ ngồi bên kia. Ngồi sâu vô. Đây, đây, người quen của em đó, chị Vân ơi. Hai vợ chồng này là... Sâu vô, rồi, sâu vô. Vô đi cạnh. Dạ, dạ. Rồi, đây là hai vợ chồng mà em với Ngọc Lan đã từng đến tận nhà ở tại Kiên Giang. Bỏ cửa thăm nhà rồi đó chị. À, à vậy đó, họ xuống tới Kiên Giang luôn. Đúng rồi. À, Cảnh khỏe hả Cảnh? Dạ em rất là khỏe. Vậy hả? Rồi. Ôi dạ. Nếu mà đã là người quen của Thuận á, dạ, thì giờ để chị Vân hỏi, tại chị đó. Vân chưa gặp. Dạ. Bây giờ hai bạn giới thiệu cho chị Vân cũng như là quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son một cái lý lịch trích ngang của mình đi. Dạ xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào, không biết kêu chị hay cô cho phù hợp. Thôi giờ kêu lỡ kêu anh Thuận rồi thì giờ kêu chị đi. Dạ. 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 Dạ chị, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. À, và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên đầy đủ là Huỳnh Hữu Cảnh. Năm nay 38 tuổi. Hiện nay đang làm việc tại cơ quan nhà nước. Và đồng thời cái nghề tay trái là Life Coach. Nghĩa là khai vấn cuộc sống. Life Coach là sao? Life Coach là life khai vấn cuộc sống. Khai vấn cuộc sống. Cảnh nó rõ hơn về cái công việc này. Khánh nói. Thì cái công việc này nó cũng khá mới ở Việt Nam. Vào Việt Nam khoảng hơn mười mấy năm. Thì nó đang trên đà phát triển. Thì khai có nghĩa là mở, vấn là câu hỏi. Thì mình dùng câu hỏi để giúp cho khách hàng khai mở ra những tiềm năng của họ để mà giải quyết những cái vấn đề mà họ đang gặp phải, hoặc là họ đang đặt những mục tiêu hay là muốn vượt qua những thử thách, thì đến với mình bằng một cái những cái câu hỏi chất lượng, bằng một cái trò chuyện chất lượng trong một cái thời gian nhất định, ví dụ như là 30 phút, 45 phút, và giúp cho họ vượt qua những cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Nhưng mà thông qua ứng dụng gì hay là gặp trực tiếp? Mình làm việc online hoặc là offline tùy theo cái nhu cầu, khoảng cách địa lý á. Rồi, hiểu rồi. Cảnh hiện giờ là ở Kiên Giang mà ở xã nào thì giới thiệu thêm đi em. Dạ em đang ở ấp Đông Thọ B, xã Thành Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Kiên Giang lên đây đó chị. Wow. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Rồi tới em. Em dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Tú Nga, em ở Kiên Giang. Hiện năm nay thì em 31 tuổi. Dạ. 31 tuổi. Dạ. Em đang làm ngành gì? Em làm nhiếp ảnh và có công việc phụ là dạy thi lái xe. Ồ vậy đó hả, dạy thi lái xe. Dạ. Wow, biết bao giờ chị mới biết lái xe hả Bin? Ủa chị biết lái, biết chạy xe máy mà. Chị biết chạy xe máy mà chị không bao giờ biết chạy xe hơi là sao? Thôi, không biết chạy xe hơi là sướng nhất rồi bà ơi. Còn tiền đâu mà mướn tài xế hoài. Chị có nghe em nè, vợ em cũng biết tập biết có bằng lái luôn rồi đó. Chứ bằng lái cao điểm hơn anh luôn á. Nhưng mà lâu rồi không có lái. Cái một lần em chở vợ em đi thì vợ em nói anh ơi, anh mệt rồi, anh qua anh ngồi kế em đi, anh ngủ một giấc đi, em lái cho. Nó nói thôi đi, trời đất ơi, tôi qua tôi ngồi đây chắc tôi luôn á. Tôi khỏi ngủ luôn á. Thật ra là em hôm trước là anh chưa hỏi là em lái, em dạy lái xe mà hai bánh hay là bốn bánh? Em dạy hai bánh và bốn bánh. Bốn bánh thì em chỉ dạy lý thuyết và kết hợp với trường để dạy thực hành ạ. Nhưng mà là nghe đã có bằng lái của bốn bánh chưa? Dạ có, đã có kinh nghiệm lái xe 2 năm chở chồng đi học ở Úc ạ. Dạ. Rồi hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào, cơ duyên nào? Chắc em kể đi ha. Tại em kể đi, em kể đi. Em gặp bạn Cảnh trong một cái buổi diễn văn nghệ từ thiện á chị. Thì lúc đó bạn Cảnh... Cách đây bao lâu? Dạ năm 2013 hay 14 anh? 2014. À 14. Thì em đến là nhiếp ảnh là tình nguyện viên để chụp hình cho cái buổi văn nghệ đó và để dắt dìu những cái bạn khiếm thị á chị. Thì buổi diễn văn nghệ đó là tất cả đều là anh em khiếm thị để biểu diễn.
để gây quỹ từ thiện. Thì em nhìn thấy là trong tất cả các bạn đến diễn á, thì thường thì người ta đi một mình thôi, hoặc là đi xe ôm rồi có một người chở. Thì em thấy bạn này thì rất là chỉnh chu, lịch sự, rồi từng phím đàn rất là điêu luyện, nhưng đang như là đang gọi mời cơ, có ai để ý mình không gì đó. Xong thì em nhìn xuống sân khấu thì em thấy gia đình của bạn Cảnh, tức là nguyên một cái lực lượng hùng hậu luôn. Rồi ba mẹ, rồi chị em cháu gì, nguyên cái hàng ghế đầu là bích hết trơn luôn. Vậy luôn á hả? Dạ, một đại gia đình luôn. Dạ. Thì em em đặt câu hỏi là ủa anh này như thế nào mà cái mối quan hệ gia đình lại gắn kết như vậy á? Tức là bạn này cũng khuyết tật, bạn kia cũng khiếm thị, mà sao đi cũng mình, có bạn thì phải đi xe ôm, sao anh này ngộ khác vậy đó. Nên là bắt đầu mình để ý nhẹ cái vậy hả. Nhưng mà hôm đó là chồng của em, là hôm đó là Cảnh là biểu diễn cái gì, hát hay đờn hay là em hát chị đàn luôn chị. À em vừa hát vừa đờn hả? Dạ. Wow, bởi vậy á thì có Tuấn Tú nè, rồi Hậu Phương gọi là rần rần như vậy, bởi vì mình để ý là đúng rồi. Dạ. À, bật mí với chị luôn là Cảnh đàn piano rất là tuyệt vời. Không cần phải lấy tông trước nha. Chị hát bài nào tông nào là bạn Cảnh theo chị luôn. Ồ, à nhưng mà chắc là trong chương trình đến thăm nhà, gõ cửa thăm nhà là đã có đờn rồi đúng không? Đờn cho em hát và cái con bé mà nó hát chinh tông em là con Ngọc Lan. Nó vẫn hòa quyện được, nó hát được chị. Ôi. Dạ. Rồi sau đó thì tiếp tục thì như thế nào? Làm cách nào để hai bạn quen được nhau? Em thì bạn đó thì đâu biết rằng em để ý hay em như thế nào đây. Thì có sau khi em về á, thì em có nghe một cái người chị cũng khiếm thị luôn, là em có quen. Thì chị đó nói là để giới thiệu cho em một cái người anh này anh giỏi lắm. Mà lúc đó em cũng không nghĩ là cái bạn này, nghe vậy thôi, nhưng mà sao trùng hợp là là chính là bạn này. Dạ. Ông trời ông đặt để rồi. Cảnh ơi. Dạ. Rồi sao lúc đó cái chị đó, chị có nói với em là để chị giới thiệu cho em một bé này dễ thương lắm không? À dạ không, chắc cũng là chị nói ông trời đặt để, chắc là chính xác rồi đó. Tại vì thời điểm mà Tố Nga hỗ trợ trong cái chương trình đó thì em không có biết, tôi hoàn toàn không biết luôn. Thì sau đó về thì trong cái buổi liên hoan sau cái chương trình đó, thì ngồi cạnh cái chị đó thì em đang muốn tìm một bạn để mà đọc sách. Đọc sách audio. Thì chia sẻ xong thì bà cái chị đó thì mới chia sẻ là biết Tố Nga đang công tác tại đài truyền thanh huyện An Minh. Huyện An Minh cũng là huyện của tỉnh Kiên Giang đó chị. Đó thì em thấy ok rồi, mình đang tìm một cái người mà đọc, mà bạn này đang làm ở đài truyền thanh nữa, cho nên là em xin số điện thoại. Đưa số điện thoại của em hay là em lấy số điện thoại của Tố Nga. Dạ. Rồi em là người chủ động gọi điện. Em chủ động, em nhắn tin. À nhắn tin. Chắc Tố Nga chia sẻ, tại vì cái nhắn tin này làm Tố Nga tò mò hơn. Là nghe bất ngờ, là không hiểu tại sao lại cái như Cảnh mà lại nhắn tin. Dạ đúng rồi. Em đang chạy xe thì em nhắc lại là em cộng tác với đài, tức là mình chỉ cộng tác những cái chương trình đó. Rồi xong cái lúc đó thì mình cũng ảnh cần một cái người để đọc á. Mình khi mà nhắn tin là rất vui khi được làm quen với em, mình cũng giật mình. Mà sao ông này ông nhắn tin được trời. Kỳ vậy. Mình phải tìm hiểu nữa là nhắn tin bằng cách nào. Nhưng mà lúc đó Nga biết là anh Cảnh nhắn tin cho mình. Dạ đúng biết không? Dạ biết. Thì cho nên Nga mới là tò mò tại sao ông nhắn tin kiểu gì đúng không? Dạ dạ. Rồi sao, rồi tìm hiểu làm sao? Thì mình cũng trả lời lại. Rồi lúc đó thì điện thoại nói chuyện, hỏi anh nhắn tin như thế nào nhắn tin được. Thì bạn Cảnh giải thích là có điện thoại có cái phần mềm đọc á chị. Khi mà mình bấm vô chữ gì thì nó sẽ phát đọc ra. Dạ đúng rồi. Nó có một cái phần mềm nhắn tin dành cho những người có khiếm thị, khiếm thị như là Cảnh đó. Rồi sau đó coi như là hai đứa làm sao mà coi như là xích lại gần nhau hơn nè. Thì nhà em thì cách nhà của bạn Cảnh khoảng 100 cây. Em ở dưới quê, còn bạn thì giống như ở thành thị vậy đó. Công việc của em thời điểm đó thì em đi quay, em đi chụp hình cưới rồi thêm ở ngoài đó. Thì khi chụp ở dưới quê thì em phải đi lên trên tỉnh để em gửi hình. Thì mỗi lần đi gửi hình thì em đều đi vô thăm bạn hoặc là chở bạn đi chơi á. Tại cái thời điểm đó bạn ở trên Sài Gòn, bạn học về thì cũng ít có đi đâu, vòng vòng Rạch Giá thì em tới để em chở bạn đi. Mà Nga, lúc mà Nga chụp hình ở cái chương trình mà từ thiện đó, dạ. Em có lén chụp chồng em không? Dạ có ạ. Dễ gì không đúng không? Tại vì là đường ngồi đường hẹp mà thanh lịch này cái nọ rồi cũng lén chụp hoài. Như là bé nó nói chị nghĩ giống như là đàn mời gọi á. Chị nghĩ cái bữa đó chắc là em không còn phim để chụp những người khác quá. Dạ. Em về em nhìn em thấy tạo hình của bạn Cảnh không? Ngay mà bởi vì
vậy may là mấy mấy số chị, mấy số trong phải mấy phim. Ồ mấy số hả? Nhưng mà chị nghĩ chắc cũng chẳng còn chỗ để mà chứa những cái gác ngoài hình của cậu. Với lại nha, em đúng ra tại vì em biết trước rồi cho nên em phải hỏi cái câu này. Thôi đúng ra lại phải hỏi. Mà thôi giờ mật mí luôn. Chị thấy vậy đó nghe. Chứ là có trước bạn nghe là có mấy mối tình đó. Đúng không Cảnh? Xác nhận cho chị dạ, chị Vân. Dạ, dạ 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 chính xác. Trời đó, có đào hoa dữ vậy hả Cảnh? Rồi những mối tình đó tại sao lại không tiếp tục mà lại chia tay? Chắc tại ông trời chị ạ. Ông trời nó giống như là mình chưa đúng một cái, chưa tới thời điểm mà chưa đúng con người. Chưa đúng mảnh ghép của mình ha, dạ, đúng không? Dạ, chưa đúng mảnh ghép của mình. Nó phải đúng người và đúng thời điểm nữa cơ. Dạ. Rồi đến khi nào thì Cảnh mới thấy, mới cảm nhận được rằng à, mình rất trông chờ cái cô gái Tố Nga này. Dạ. Sau mỗi cái... lần cô ấy lên tỉnh đi rửa hình và mình chờ đợi cổ lên và rửa hình xong và gặp mình. Thì thật ra nó cũng quen với Tố Nga, cũng diễn ra cũng khá là nhanh đó. Sau cái ngày hôm đó thì cái buổi gặp đầu tiên với Tố Nga là ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 không, cũng là vô tình thôi, cũng không phải là cố ý để mà sắp xếp cho ngày 14 tháng 2. Thì gặp nhau tại cà phê Nhớ. Tên là Nhớ. Trời ơi, uống ngay ngày 14 tháng 2 cà phê Nhớ vàng sao quên. Là phải hốt thôi. Thiệt tình. Ủa nhưng mà cái vô tình vô quán cà phê Nhớ hay là em vô tình rất là vô tình. Tất mọi thứ là trời đặt để. Trời đặt để mà em. Vô tình. Dạ thì vào trò chuyện với nhau thì có những điều rất là hợp. Mình cảm thấy rất là hợp. Thứ nhất là Tố Nga là một cô gái rất là, mình cảm thấy rất là đơn giản, giản dị á. Rất là giản dị và rất là thích những cái công việc là cộng đồng, tốt bụng đúng không? Dạ, dạ, cái công việc cộng đồng này, cái đó thì cái điều đó mà em đang rất là trông mong, rất là trông mong. Bởi vì là khi một người mà tới với mình á thì phải có một cái tấm lòng phải tương đối rộng một chút. Chính xác. Tương đối rộng một chút thì mình hơi tính một chút xíu như vậy. Nói tại ra thì kệ nhưng mà cũng tính. Tại vì mình đã giống như là mình đã bị những cái vết thương lòng. Dạ. Đúng không? Cho nên bây giờ là mình hơi kén chọn chút xíu. Dạ, với một điều nữa là ở bên trong tôi nghe có một sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ. Vậy mạnh lấy cả... xe mà sao không mạnh được. Dạ. Không, chụp hình, trước mắt là chụp hình là thấy là mạnh rồi. Đúng rồi. Dạ. Tại vì xe nữa là tại vì á những người mà chụp hình á là cái công việc của họ giống như những người phóng viên á, tức là đi tất cả mọi nơi, gian nắng dầm mưa thì mới có được những cái khung hình đẹp nhất có thể, đúng không? Chụp máy cơ chứ không phải chụp máy số. Sau khi quen Tố Nga là em mới có cơ hội đi rất là nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long á. Đi chụp ở vườn cam, vườn quýt rồi ở biển. Rồi thôi bây giờ nè, vô cái quán cà phê Nhớ đó là nắm tay chưa? Lần đầu tiên là không phải nắm bằng tay, tại thói quen em nắm á là nắm phía trên. Nắm khuỷu tay, em nắm khuỷu tay. Khi mà đứng vô cái là bạn Nga mới đi yên không? Yên. Ủa đi yên luôn hả Nga? Tức là nắm, tại vì em không biết mình sao á, tại vì cái năng lượng của mình là năng lượng rất là bình, nói chung rất là hiền á. Cho nên là nắm vào cô gái nào cũng rất là thoải mái thôi. Mình rất là hiền cái đó. Vậy hả? Dạ. Sao Nga đâu, để Nga nó xác nhận thôi. Nga em sao Nga? Ai mà nắm khuỷu tay cũng phải không, có một cái sự thắc mắc nhẹ chứ. Tại vì em cũng cảm thấy bình thường, tại vì khi mà em đi hỗ trợ những bạn khiếm thị á thì mình cũng hay đưa cái tay như thế này. Không, khiếm thị thì sẽ không nắm vậy nha. Tức là mình sẽ đưa cái khuỷu tay và cái người bạn kia sẽ dịnh lên để đi. Dạ, còn nắm đi như thế này thì không có nắm. Nên thì lúc đó em nghĩ bình thường thôi, mình đang làm công tác mà hỗ trợ bạn mà. Thời điểm đó là có bệnh vai nữa, tại vì vào cái lối hẹp. Tại vì cái quán nó cũng hơi nhỏ nên vào lối hẹp. Thôi bây giờ vai. Đến cái lúc mà cái đô chỗ đó là dẫn đi. Còn cái này không, để tả cái này mới hiểu. Vui, cái này mới vui. Tại vì tại sao mà vịnh vai mà em nhớ? Cái thời điểm là vịnh vai mà thấy cô này thấp hơn mình. Cái thời điểm đó em lại thấy thấp hơn. Thấp hơn. Cái lý do. Lúc đó là bạn ấy lại chồng người xuống. Hiểu đó. Là đã thương từ lúc đó rồi đó chị à. Bạn ấy là mình không biết, tức là tưởng là thấp hơn. Cái lúc mà ông vô ngồi trong cà phê Nhớ rồi đó, nói chuyện ngồi đó xong rồi thò cái tay qua đụng vô khuỷu tay đó. Dạ. Thì nghe em có thấy có một cái luồng điện nó chạy trong người. Có cảm nhận không? Lúc đó thì chưa anh, chưa có cảm nhận nhiều, nhưng mà mến bạn này lắm. Mến rất là cái điện đâu ra mà rần rần mà lẹ vậy đó. Điện bạn nói rồi, đã nói bạn Cảnh nói là bạn Cảnh rất là hiền. Thành ra là khi mà đụng chạm vô tất cả các bạn nữ thì đều sẽ có một cái phản ứng bình yên, bình thường đúng không, bình yên chứ không phải là ấy. Okay. Vậy lúc nào em cảm thấy bất bình thường đâu? Bất bình thường là ví dụ như em đi sáng tác, em đi chụp hình vườn cam vườn quýt ở Lai Dung, hay là em đi mua bông mua hoa ở An Giang, mỗi lần em gọi điện thì em rủ đi, cái
là gác họ mọi công việc để đi cùng mình, tức là đi rồi cái vịnh cái eo để mình chở đi vậy đó. Tại đi em thì em đi một mình thì em buồn, nên là em cần một người để mà đi theo, nói chuyện với mình đó. Nhưng mà bạn Cảnh lúc đó là bạn nói chuyện rất là dẻo, bạn nói rất là, nói chung là làm cho mình muốn nghe bạn nói hoài. Đúng đó. Dạ. Tại vì ngoài cái giọng nói, ngoài cái sự lôi cuốn ra còn dạ, có cái vụ mà ôm eo ớt nữa. Dạ. Để chị hỏi cái này nha. Không biết em đã hỏi chưa? Không hỏi đi chị. Nói nghe nè, có bao giờ mà ổng lợi dụng vô cái khiếm thị của ổng để ổng rờ lộn chỗ chưa? Đúng thương không? Đúng. Phải hỏi cái đó chứ. Phải hỏi cái đó chứ. Dạ. Không chị, rất là đàng hoàng và nghiêm túc chị. Thậm chí là mình muốn cho ổng vịnh vô nhưng mà ổng cũng không. Mà nhờ vậy mà em cảm ơn đúng không? Dạ đúng. Chứ còn mà ổng có tận dụng liên tục cái đó thì chắc là né rồi đó ha. Chưa chắc thì quen nhau. Đúng rồi. Sẽ coi thường ổng liền. Đúng rồi. Mà chính vì cái điều đó cho nên là em trân trọng Cảnh và càng cảm mến hơn, đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào mới chính thức yêu nhau nè? Phải có cái cột đi mốc. Bao nhiêu giường cam và bao nhiêu giường quýt thì Cảnh hai nhớ đứa không chính đẹp. Xác là hai đứa chính thức là coi như là không thể rời nhau ra được. Bữa trước cái vụ này là tôi cố tình tôi không có hỏi, tôi không có hỏi con cưng nha, là tôi biết các bạn sẽ lên chương trình Vợ Chồng Son và chị Vân sẽ hỏi. Sao bao lâu? Dạ thì sau khoảng em không nhớ chính xác tầm khoảng 1-2 tháng gì đó. Thật ra là vợ chồng em thì không có tỏ tình, nó chỉ tới với nhau một cách tự nhiên thôi. Thì chắc có lẽ là một lần nào đó ngồi ở công viên á, ngồi công viên thì ngồi nắm tay và tròn vai nhau thôi, thì giống như là ngầm hiểu. Em có nói gì không Cảnh? Dạ không nói gì cả. Rồi em có nói gì không? Em cũng không nói gì hết trơn. Em nghĩ là chắc anh này thích mình vậy thôi à. Rồi là chính thức là lấy cái này quen. Rồi anh thì nghĩ là chắc cái cô này cũng thích mình vậy rồi thôi chứ không có. Thì... Vậy là trong sân khấu mình á là cái từ ngữ đúng chuyên môn gọi là độc bạch trong tình yêu, tự nói ở trong óc trong não mình vậy đó. Có nghĩa là em là của anh rồi, anh không cần phải nói nữa. Bên đây dạ em cũng hiểu là anh định nói nhưng mà chắc anh nghĩ là em là của anh rồi. Đó là độc bạch đó. Rồi như vậy là thôi, lấy cái cột mốc là cái ngày đó là cái ngày hai đứa quen nhau. Đúng không? Và sau khi quen nhau thì nó có những cái sự trắc trở gì hay không? Nó có những kiểu có lúc nào mà hai đứa phải xa nhau đó không? Quen những thì khó khăn đó. Những quen khó khăn thì cũng bình thường, là lúc quen thì cũng không có cho ở nhà biết. Thì cứ sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó thì em cũng no, em sợ. Em sợ gia đình em ngăn cản đúng không? Dạ. Nhưng mà thực chất là có cái vụ ngăn cản không? Dữ dội luôn chị, bình đĩa luôn. Là khi mà đến bao lâu thì khi mà biết á, khi mà biết á thì là ngăn cản kiểu gì? Thì biết thì quen thì giấu, nhưng mà tới cưới thì phải nói rồi, tại không nói không được, đâu có cưới được. Thì tới lúc mà bạn Cảnh nhận được cái học bổng của chính phủ Úc 2 năm để đi du học. Là Cảnh trong thời gian hai đứa quen nhau là Cảnh vẫn học hả? Hay là sao? Lúc đó là đi làm rồi mình sang học bổng. Học thạc sĩ. Học thạc sĩ ạ. Học sang học bổng cái gì? Thì có nghĩa đến lúc mà Cảnh nhận được học bổng đi Úc là gia đình em vẫn chưa biết. Chưa biết khi mà cưới á. Khi cưới rồi, khi mà bắt đầu bạn Cảnh nói với em là đám cưới á, thì cũng không có chuẩn bị gì hết, bạn nói là đám cưới vậy thôi. Mình lúc đó mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì hết trơn mà cưới gì mình cũng hơi rồi rồi em phải nói đúng không? Phải nói với mẹ. Đúng rồi, mẹ sao? Mình cũng bộc bạch nói trước đó thì bạn Cảnh cũng có xuống chơi nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Là bạn thôi. Rồi xong rồi cái khi mà em nói thì mẹ khóc rất là nhiều. Lý do mẹ thì khóc thì mẹ sợ khổ với thằng mẹ nói là cha nhất định xong có đồng ý, bởi vì cha em hồi xưa thì làm quân đội á, ba cũng khó. Rồi thọt đầu thì ba cũng không có đồng ý, nhưng mà em chợt nhận ra là cha không đồng ý là do cha chưa hiểu về anh. Cha chưa hiểu nhiều về anh, mẹ chưa hiểu về anh. Ba mẹ hình dung rằng là khi một người không thấy đường thì họ có thể là đi bán vé số, đi xin ăn, bán kẹo gì đó thôi. Thì ba mẹ cũng rằng sợ là em sẽ khổ. Đúng vậy. Dạ khổ. Thì em nhớ là lúc đó có một cái chương trình ở đài phát về những cái nỗ lực của anh lúc anh nhận học bổng. Thì ba thì thường hay coi cái chương trình vào buổi chiều. Thì chương trình đó phát đúng vào buổi chiều luôn. Thì sau khi mà cái chương trình của ba cha xem rồi á, thì sẽ phật lên cái chương trình của bạn Cảnh đây. Thì sau khi mà coi rồi thì ba cũng hiểu hết rồi, im thôi. Nhưng mà cha cũng ngầm để nói chuyện với mẹ. Thì cha cũng đó có một sự thay đổi về cách nhìn nhận rồi.
Vậy là đúng là tụi em là ông trời đặt để đó. Chứ ở đâu ra mà tự nhiên một cái chương trình mà ba cũng chưa coi cái đó mà tự nhiên là vô tình. Em nói vậy mà chương trình nó dụ vô phát vào giờ khuya đi. Thầy bởi vậy thì sao ta coi được, đúng không? Tất cả mọi thứ là sự sắp xếp của ông trời. Sắp của ông trời hả? À, như vậy là gia đình xong nè. Rồi bây giờ cái vấn đề nữa là cái gì, là bắt đầu phải yêu xa. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ủa, đám cưới rồi Cảnh mới đi hay là dạ đám cưới rồi mới đi đó, là rồi. Em đi theo luôn. Ồ. Đúng rồi, phải đi theo chứ. Tức là sau khi gia đình em đã đồng ý Cảnh rồi là hai đứa bắt đầu cưới. Đám cưới. Đúng chưa? Cưới xong bao lâu thì Cảnh mới đi Úc? Cưới vừa cưới xong rồi đi luôn. Tháng à. Rồi là hai đứa cùng đi. Dạ. Rồi hai đứa cùng ở bên Úc bao mấy năm? Dạ là 2 năm. Đó. Trong thời gian đó có những cái chuyện gì mà hỉ nộ vui buồn ái ố gì không? Có gì vui vui không? Chắc chắn là sẽ đặc khó biệt khăn không? Có cái gì đặc biệt không? Cũng có những cái căng thẳng nhẹ, tức là bạn là người không thấy nên là cái việc học của bạn phải gấp đôi gấp ba những cái bạn bình thường. Ví dụ thay vì bạn bình thường học là 4 tiếng mà bạn phải học 8 tiếng hoặc là 10 tiếng. Đúng thì rồi. Cái thời gian bạn chỉ dành là chỉ học thôi. Ví dụ như bạn đi thư viện, bạn lên trường, bạn học về cái đầu tối chỉ ngồi ăn cơm được chút xíu cái vô cái bạn học tiếp. Nhiều khi cái em cũng bực bội, anh học cái gì mà anh học hoài, tức là không có thời gian để mà nói chuyện. Nói chung là cũng có cái đó thì có mình... sự gây lộn nhẹ ở trong đó, giận dỗi và tổn thương nhẹ đúng không? Đó. Chắc chắn tại vì Cảnh sẽ trả lời là giờ anh không học thì chắc chắn anh không theo kịp người ta. Dạ. Nhưng mà để hỏi câu này với em hỏi chưa nha. Nói chị hỏi đi, trời ơi có sao đâu. Cảnh, cái thời điểm mà em học bên Úc á, dạ. Có một bé người Úc nào mê em không? Hoặc là em có say nắng bé nào người Úc không? Dạ không. Không dạ, lúc đó là chỉ tập trung vào việc học thôi. Em nói cái đó là chị tin em đó, là em không còn thời gian để em mê bé nào người Úc. Nhưng mà cái vụ mà người Úc mê em chị nghi có đó. Có không? Em đâu dám nói cho bé vợ nghe đúng không? Em cũng chưa biết, có thể cái bạn đó cũng không dám nói với em quá. Vậy hả? Nhưng mà có cái bạn nào mà ngồi kế bên em thư viện hoài không? Một bạn một đó, có ngồi không? Nói chung em quen rất là nhiều chị, quen rất là nhiều. Gặp bạn người Úc thì ít, bạn bản địa đó thì ít chút. Gặp mấy bạn ở quốc tế thì nhiều, ở nhiều Trung Quốc này, Ấn Độ, Philippines, Singapore đồ rất là nhiều. Nhưng rồi mà sao? Thì con bé nào ngoài Nga nó mê em không? Thấy chưa? Hỏi tới luôn đó. Theo em cảm nhận chắc không quá, không biết mấy bạn đó thì có thích mình không thì mình không biết. Còn riêng mình thì riêng em thì thời điểm đó là chỉ lo cái việc học thôi chứ còn nén lại tất cả, không có quan tâm nhiều việc khác nữa. Em tin không em? Tại vì thường á, những người mà khiếm thị đó là cái giác quan của người ta cực nhạy, chị nói em biết. Nhiều khi ngại á, sợ nói cho Nga nghe rồi giận, ngại sợ Nga giận. Nhưng mà tại sao chị hỏi xoáy không? Chị không đốt nhà tụi em đâu. Mà chị muốn hỏi để làm chi thực sự với một người chồng như thế này. Ảnh giỏi như thế này ha, ảnh có ý chí như thế này mà nhiều những người con gái khác ngoài em ngưỡng mộ ảnh là em phải hãnh diện. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Em phải hãnh diện với chồng của em. Tại vì những người có những người đàn ông họ bình thường không bị một cái gì hết trơn á. Nhưng mà ngồi vậy, nhiều khi đi cua người ta cũng ai ta để ý luôn á. Chị nói thiệt, vô duyên á. Vô duyên á. Đẹp á, vô duyên không ai để ý. Nhưng mà chồng em á mà không thèm quan tâm tới ai hết, chỉ có lo học thôi. Mà người ta mê chồng em giống như tự động em mê chồng em á. Đúng không? Là em phải hãnh diện, em không được ghen nghe chưa? Sáng diện lấy cái đó làm một cái điều mà trời ơi yêu chồng hơn nữa. Tới giờ đi học là em đâu có cần đưa đi đâu, hai ba cô gái đứng ngay cửa. Thấy chưa? Chị nghi đâu có đó. Giờ dẫn lên trường. Chị nghi đâu có đó. Nè ghe cái coi. Bởi vì phụ nữ mà chị cảm nhận rất là đó. Hay. Nhưng mà lúc đó em nói thật đi, cái giai đoạn đầu khi mà em nhìn thấy như hình ảnh đó em có khó chịu không? Có. Em thì em không có nói dối nha. Không, em bình thường. Có nhận sai cãi nha. Hả? Dạ không, bình thường. Tại không vì mình cảm động nội tâm đó là khác. Bởi vì mình thấy rằng chồng mình đi đến một cái nơi phương xa vậy á, mà được bạn bè quốc tế, được những cái người bạn á hỗ trợ như vậy á, thì mình cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc về cái điều đó. Với lại một phần nữa, hai bạn này là những cái người mà hoạt động những cái công tác thiện nguyện, cho đúng không? Cho thiện nguyện. Cho nên là hai cái tấm lòng này họ gặp và họ giao thoa với nhau. Cho nên chắc chắn là ở họ có một cái niềm tin dành cho người bạn của mình rất là lớn. Rất là lớn đó chị. Với lại anh hỏi nè, em là biết lái xe hơi là ở Việt Nam hay là em qua Úc em mới biết lái? Em biết lái ở Việt Nam. Tức là trước khi cái ngày cưới á, cái bạn Cảnh nói em đi học lái xe liền, lái nhanh góp gẻn. Góp gẻn đi qua Úc. Rồi đi qua bển xong là cái đầu tiên đó là anh mua cho em một cái điện thoại, xong rồi mua cho em một cái máy ảnh. Tức là em nói là em rất là thích cái máy đó khi ở Việt Nam, là em đã có một cái rồi nhưng mà em thích cái máy đó lắm. Thì đi qua bển thì anh
mua liền cho em. Bởi vì em thấy ông một con người rất là ý nghĩa, không vấn đề không phải là thương không, mà là một con người nó rất là sâu sắc. Đúng tại rồi. Vì sao mình lo học thì mình phải có một cái gì để cho vợ mình á, để mà lấp những cái khoảng trống mà khi mà mình học hành mình không lo được cho vợ, đúng không Cảnh? Em cực kỳ sâu sắc luôn. Tại sao không mua cái hộp xoàn, đúng không? Của nã mấy bạn gái bạn nào mê hộp xoàn á, tại sao không mua hộp xoàn, không đeo ngồi ngắm rồi làm gì, bộ từ sáng tới chiều ngồi ngắm hộp xoàn không? Mua cái máy chụp ảnh để cho em có thể thỏa chí tăng bồng. Hay quá Cảnh ơi, rất là hiểu. Nghe thôi, bây giờ mình đến cái phần kia đi, phần kia đi. Đến cái phần mà khui tật xấu nha. Đúng vậy. À, cái này ở cái chương trình kia nó không có đâu nha. Đó là đặc sản của vợ Dùng Son đó nha. Nãy giờ Cảnh im re đó, Cảnh im re. Bây giờ để Cảnh nói trước đi nè. Đó, bao nhiêu lâu năm ở với Tố Nga? Dạ. Thấy không, hiện giờ là hai vợ chồng có một cháu, một cháu trai. Ôi vậy đó hả? Ôi, trời ơi, đáng yêu vậy. Sáng suốt và rất là nhanh. Ủa, rồi bây giờ đang ở với ai? Đang gửi bé ở nhà của người quen á. Vậy hả? Dạ. Ở lên đây. Dạ, lên đây luôn ạ. À. Đó, thôi giờ Cảnh. Dạ. Em cảm nhận về những tật xấu của Nga, nó là những thế nào nè? Dạ, xét về tổng thể thì vợ em là tuyệt vời. Xét về tổng thể. Nhưng mà còn tuyệt vời hơn nữa. Thế là thứ nhất là em hay nói về em là hãy quay lại chính mình mà chăm sóc mình nhiều hơn. Thì bạn Tố Nga thường thì ít khi chăm sóc bản thân mình nhiều. Cái thứ hai nữa là tập chậm lại một chút. Tức là bạn nên chậm lại một chút. Bạn thì bạn ấy công việc nhanh lắm, người rất là nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn làm rất là gọn gàng. Và cái việc mà mình cần điều chỉnh đó là cái chậm lại để cho một cái thứ nó trơn tru hơn. Ví dụ như là thỉnh thoảng đi mang dép chiếc này chiếc kia chẳng hạn. Vội quá chiếc này chiếc kia, hoặc là mang quên đồ. Ví dụ là lên chương trình này là em có tham gia chương trình Aikido Thế Giới Là Yêu Thương á, thì mang hai bộ đồ võ phục lên mang theo, nhưng mà bạn ấy lại quên mất tiêu. Quên mất tiêu để ở nhà ví dụ vậy, thì bạn ấy công việc rất là nhanh, làm rất là nhanh, nhưng mà đều là mà chưa kỹ, đúng không? Vội nó chưa thì hơi vội đó thì nó dẫn tới nhiều việc ảnh hưởng đấy, như khi bị đứt tay rồi nè. Rồi bị này bị kia gì đó thì nên chậm lại một chút. Để em nói một chút xíu về vấn đề này. Không biết anh nói có đúng không nha. Không biết anh nói đúng không nha. Một phần nữa là từ lúc mà lấy vợ về đó, là Cảnh mặc dù vậy đó nha, chứ là bao giờ cũng dành làm công việc với vợ, đúng không? Cho nên chính vì thế Nga rất là sợ Cảnh nó làm việc, cho nên rất là muốn vội vã để làm mọi thứ, để làm mọi thứ để cho Cảnh đừng có cơ hội làm. Ăn cơm xong là dành rửa chén, có khi hai vợ chồng cứ ngay cái chỗ rửa chén đẩy qua đẩy lại hoài vậy đó. Chính vì vậy bạn này là bao giờ cũng muốn nhanh để mà dành cái phần đó để mà có thể chăm sóc cho Cảnh được nhiều hơn. Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Đó. Nhưng bây giờ ngược lại thì Cảnh lại muốn vợ thay đổi như vậy. Vợ thay đổi là thôi cứ chậm lại đi em. Thực ra cái việc mà ảnh giúp em nó nhiều khi nó cũng là một cái niềm vui của ảnh. Tại vì nhiều khi anh đúng không em? Tại vì nhiều khi anh làm việc đầu óc nhiều quá, anh có muốn có một cái niềm vui gì khác ngoài cái công việc thì em cứ để cho anh làm đi. Đâu có sao đâu. Cưng. Em hay nói với Tố Nga là người ta bỏ tiền ra để đi tập rửa chén mà, đi thiền đó. Thì ở đây mình cho anh xin phép mình nhận cái này anh làm, như là không có tốn tiền mình được thiền trong chén rồi mình không có tốn tiền nữa. Đúng rồi. Còn mình á thì kệ, mình đứng mình quan sát. Để có cái gì thì mình hỗ trợ, kệ, để mình tận hưởng niềm vui của ổng. Đúng vậy. Đó, mình tiếp ổng. Đúng rồi. Để trong làm chính mình là phụ. Đúng rồi. Bây giờ Cảnh ơi, còn tật xấu gì nữa không Cảnh? Sao nè? Đó là chưa thật sự cam kết những cái điều mà mình làm á. Ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn thì được gọi là ngày đầu tiên rất là hào hứng, ngày thứ hai cũng còn hào hứng, nhưng là ngày thứ ba bắt đầu là nó lụi tàn. Vậy ném về cả thèm chóng chán nghe ra. Nghĩa là ngày đầu ngày hai tập ghê lắm, cái ngày thứ ba anh ơi giãn cơ rồi. Thì đó, thì cái này thì nói chung là mình có nghĩa là muốn vợ tập thể dục đều đặn, đúng không? Dạ đúng rồi, từ ngày xưa là đầu tiên em quen em tặng cho cặp tạ rồi mà. Tặng cho một quả bóng yoga, hai quả chứ. Bị bể hết hai quả luôn. Còn hai cục tạ kia không biết trôi về đâu nữa. Đây cũng là một phần động viên mà cử tạ đó nha chị. Wow, trời ơi. Hôm giờ nói tóm lại là ở vợ mình á, em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nhất? Điều thứ nhất là là em cái kỳ vọng thôi, cũng nói cũng không có mong muốn nhiều để mà gọi là mình stress với mình, stress với vợ. Thế thì kỳ vọng mình vợ mình là quay lại bên trong chính mình, đó là chăm sóc mình thôi. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Chăm sóc chính mình có nghĩa là vừa chăm sóc về sức khỏe cũng như chăm sóc về cái nhan sắc của mình. Tuy rằng là mình rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng phải có cái cách chăm sóc
yêu quý bản thân mình hơn. Thì em chỉ có gọi là mình kỳ vọng vậy thôi. Sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe về thể chất luôn. Dạ đúng. Mặc dù là anh khóc đó, Nga nó khóc luôn á, cảnh Nga xúc động lắm luôn á. Khi mà em về dưới nhà đó hôm nay á, chị biết không, nhìn tối Nga chị thấy rất là đẹp, thấy rất là xinh không. Và khi mà về dưới Kiên Giang á, nhìn thấy Nga cũng là rất là giản dị luôn kìa, rất là giản dị, một áo thun với một cái quần jean á, mà rất là tất bật trong công việc á. Và cái điều mà cảnh mong muốn của Nga nó là, anh nghĩ là nó là một cái điều rất là hợp lý. Dạ hợp lý. Rồi bây giờ tới Nga đó. Sao mặt xấu của anh là những gì? Xúc động quá nói không được nữa. Biết sao không, thôi em xúc động em cứ khóc đi. Đời không việc gì mình phải ngăn những cái dòng nước mắt. Tại vì thực ra cái xúc động này cũng là một cái sự hạnh phúc. Là bởi vì thực ra là chồng mình á, là rất là thương mình, rất là quan tâm cho mình. Nhưng trong đó nó cũng có những cái mình nghĩ về cái hoàn cảnh của mình. Và mình nghĩ là mình sẽ không thể thực hiện được những cái mà chồng mình mong muốn. Bởi vì mình rất nhiều thứ mà mình không thể vượt qua được. Ví dụ như là đó, đúng không? Em là đôi mắt của chồng, em là, nói chung là em là cái điểm tựa cho thằng con trai của em về tất cả mọi phương diện, đúng không? Là chị hiểu được cái suy nghĩ của em. Nhưng mà như vậy nè cưng, tại vì mình không muốn, tại vì mình nghĩ là mình thôi cứ như vậy cũng được rồi, tại vì anh cũng đâu thấy mình đâu mà mình cần phải trau chuốt, mình cần phải xe xua làm gì. Trong khi đó mình cứ để thời gian đó hoặc là tiền bạc đó để mình lo cho chồng mình, lo cho con mình thì hay hơn. Ví dụ đó, trong đầu em nghĩ vậy. Nhưng mà chị nghĩ là cũng chưa đúng lắm đâu. Tại vì em nên nhớ là có một người đàn ông nhỏ trong gia đình em nữa, đó là thằng con trai của em, đúng không? Nó cần phải có cái cảm nhận với mẹ mình như sau. Mẹ mình phải là một người phụ nữ không thua gì những người mẹ của những người bạn mình. Ví dụ như là nó thấy mẹ của bạn nó là phải đánh son, lâu lâu đánh son nè, xịt dầu thơm nè, uống tóc nè, hay mặc đầm, ví dụ vậy. Nó cũng muốn mẹ mình như vậy. Đó là một cái. Cái thứ hai là cảnh muốn rằng cái đứa con trai á, nó phải cảm thấy rằng mẹ mình là người hạnh phúc. Thì như vậy nó sẽ yêu, nó sẽ yêu thương cái gia đình của nó hơn. Và nó thấy rằng là vì mẹ hạnh phúc với cha, cho nên mẹ mới là người như vậy. Mẹ mới trau chuốt, mẹ mới lo cho bản thân mình như vậy. Chứ không á, thì cái cảm nhận của nó sẽ thấy là ủa, bộ mẹ chán đời lắm hay sao mà lúc nào thấy mẹ cũng không có chịu lo gì cho bản thân. Đó, mà con nít bây giờ nó lanh lắm nha em. Nó rất là hay, nó sẽ so sánh hết mọi thứ. Và có đôi khi là có đứa nó nói với mình, nhưng cũng có những đứa nó không nói, nó cứ để trong bụng nó thôi. Đó, nhớ nha em. Đúng không Cảnh ơi? Dạ, hoàn toàn đồng ý. Có đúng ý của em muốn không? Hoàn toàn đồng ý. Thật ra những cái lời chị Hồng Vân chia sẻ nãy giờ thì bạn Cảnh cũng đã từng, trong bữa cơm gia đình cũng từng nói với em. Nói với em rồi, dạ. Với cái thứ hai một phần nữa là Cảnh cũng rất là muốn lắng nghe nghe những cái lời khen của những thành viên trong gia đình. Ví dụ ôi trời ơi Cảnh ơi, hôm nay vợ mày xinh quá hả, hôm nay vợ mày điệu quá, vợ mày điệu quá Cảnh ơi, hôm nay đánh một cái son đẹp quá đúng không Cảnh? Dạ đâu đó anh nói chính xác. Dạ nghe những cái lời khen của các thành viên trong gia đình, thậm chí hàng xóm luôn khen vợ mình đẹp, mình vẫn hạnh phúc. Đúng rồi, đúng. Dạ chính xác. Thôi bây giờ tới nghe đó. Em khui tật xấu của Cảnh đi. Anh bữa trước anh không hỏi vụ này nghe. Nói chung về trong gia đình thì bạn Cảnh rất là tốt, rất là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên thì chỉ có những cái nhỏ bình thường thôi mà em muốn anh thay đổi nhẹ xíu thôi. Ví dụ thì anh chắc có lẽ là do anh không thấy nên là anh hơi chậm mà chậm là chậm quá luôn. Ví dụ như 7 giờ, quy định là 7 giờ 7 giờ 10 là ra khỏi nhà đi làm. Tới cơ quan thì 7 giờ rưỡi. Thì ra bắt đầu 7 giờ 10 anh ta bước ra ngoài phải không? Mò đi vô, phải đi vô không biết làm gì, vuốt tóc hay là không biết làm gì nữa, là mới đi ra thêm quận nữa, lúc nào cũng phải lố giờ. Nhưng mà thời gian gần đây thì cũng cân bằng nhẹ lại xíu rồi, nhưng mà ví dụ nó đúng giờ luôn nữa thì nó ok hơn. Rồi, tật xấu là ghê. Dạ. Có lẽ là giấc tật xấu là ghê gà đó. Ghê gà. Dụ như trời mưa đúng không? Em bưng nguyên gỗ đồ vô, em làm nhanh mà. Em lấy nhanh đặng em chồng lên cao nè. Em kêu anh tiếp em. Không, chậm không đi đây. Đổ hết trơn. Tức là thay vì ý là đi nhanh chút xíu để cùng bợ, tại vì em thấy nó nặng á. Thì kêu là anh ơi tiếp sắp gớt rồi. Thì anh đi lại thì nó gớt nó tiêu. Đó, rồi còn gì nữa không?
Mong muốn gì nữa hả? Thức khuya không nè? Dạ, thức khuya là dữ lắm luôn. Sau này thì cũng bớt lại rồi. Tức là anh học á, anh học rất nhiều. Tức là anh hay nghe tiếng Anh rồi anh hay tìm tòi anh học. Học thường là có những lớp hôm trước là anh học lớp tới 11, 12 giờ luôn. Mình cứ, tại vì ban ngày chồng đi làm, ban ngày đi làm thì buổi chiều ăn cơm. Có một giai đoạn là ăn cơm xong là anh vào học liền, học tới 12 giờ. 4 giờ sáng thức dậy học tiếp. Vừa học là vừa tập thể dục, vừa tập võ, vừa... Ôi, nhiều lắm. Tức là có khi chỉ có ngồi ăn cơm thì vợ chồng ấy mới nói chuyện thôi. Còn không thì không có luôn. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó qua rồi. Sau này khi mà chớp chớp con em á, em không có... em suối á. Con kêu con ơi, kêu cha vô chơi với con. Cái đầu mỗi khi mà cần á, cái đầu nắm tay ba vô chơi với con đi. Cái đầu bạn cảnh này nghe những cái lời của con trai, cái đầu không chịu được, tức là gác bỏ mọi thứ để đi qua chơi với con. Thì sau này bạn cũng cân bằng lại một xíu rồi. Thì chơi với con chắc chắn là phải chơi với mẹ rồi. Dạ. Tức là em mong muốn rằng anh bớt cái việc, nói chung là học thì là tốt đó, nhưng mà biết cân bằng lại. Dạ. Cân bằng lại chút xíu. Đúng rồi. 4 giờ là thức dậy múa giỏ rồi đó chị. Thôi đúng rồi đó, tại vì chị nghĩ là cái tâm lý của cảnh là cảnh muốn mình, tại vì mình đã bị thua thiệt người khác ở một cái khía cạnh rồi, thì bây giờ muốn dùng tất cả những cái khác để mà bù trừ lại. Thì tất cả cũng chỉ là để muốn là cho vợ và cho con mình thôi. Ngoài cái việc hãnh diện về mặt tinh thần ra thì còn về vấn đề vật chất nữa. Lo được cho gia đình bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên là cái mong muốn của vợ em là hoàn toàn hợp lý đó Cảnh. Bởi vì thực ra mà nói, một cái người vợ, cái điều mà người ta mong muốn, chị không biết là những người khác như thế nào, chị nghĩ là chắc Nga cũng giống như chị á. Có nghĩa là cái điều mà mong muốn nhiều nhất ở chồng không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là những cái danh vọng hư ảo gì ở đâu mình không biết. Cái cần nhất là chồng mình sức khỏe nè, được ở bên cạnh chồng càng nhiều càng tốt. Tức là cái thời gian để dành cho nhau nhiều hơn à. Bởi vì thì cuối cùng vẫn là sức khỏe. Bao nhiêu tiền cũng không thể mua được cái sức khỏe của mình. Chị nghĩ là như vậy. Cho nên thôi, hai vợ chồng á, nhất là Cảnh á, cố gắng dành thời gian nhiều cho vợ và con mình một chút nghe. Nhưng một phần nữa là Cảnh là một cái tấm gương mà không bao giờ chịu coi như là dừng lại, mà luôn luôn học hỏi, luôn luôn tiếp nhận và đón những cái mới. Và thì một đó. Phần nữa là để bảo vệ tất cả những người thân yêu trong gia đình đó. Nhưng mà em ơi, chúc mừng em là bởi vì em có một người vợ vừa đảm đang mà cái thứ hai vừa biết coi như là biết làm việc, luôn luôn đồng hành với em trong công việc. Cho nên thôi, phải cân bằng lại. Đúng rồi. Để mà chúng ta tận hưởng cái cuộc sống. Đúng tận rồi. Cuộc sống hôn nhân gia đình. Phải tận hưởng em ơi, đó. Thiệt. Mẹ Cảnh. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai vợ. Dạ. Dạ. Muốn nói gì, muốn nói gì với chồng không? À, chồng muốn nói gì với vợ không? Dạ. Em nói trước đây. Anh nói trước đi. À, em cũng rất là biết ơn chương trình Vợ Chồng Son. Đó, như mình có một cái thời gian hai vợ chồng cùng trò chuyện với nhau, cùng với chị Hồng Vân cũng như anh Quốc Thuận, để mà tâm sự nhìn lại cái bức tranh cuộc sống của gia đình mình. Những cái khía cạnh mà tuy rằng là nó, mình tưởng rằng nó nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn trong cái cuộc sống của mình. Thì đúng là thời gian này em bắt đầu có sự cân bằng lại rồi. Bằng chứng là em đã chọn một cái ngách, đó là em làm về khai vấn cuộc sống đó. Là mình cân bằng về cuộc sống. Thì chính bản thân mình là ứng dụng ngay bản thân mình để làm sao đó trong mỗi buổi tối khi mình làm về là có những cái giờ chơi rất là chất lượng với vợ, với con mình, hoàn toàn có mặt ở đó. Chứ không phải là mình có mặt ở đó mà cái đầu mình cứ nghĩ vào những công việc hay là những cái điều khác. Thì đó là cái điều đầu tiên. Và điều thứ hai thì em lại lặp lại cái câu nói mà em cũng hay nói với vợ em, với mọi người á, là cái ước nguyện của em, ngoài cái việc mà về cái mặt xã hội thì mình không nói tới, thì nói về gia đình á, là ước nguyện của em là mong muốn đưa cho vợ con em là chu du khắp thế gian. Đó là cái ước nguyện rất là lớn của mình. Thì em nghĩ là em sẽ có một sự ủng hộ đâu đó về cái điều kiện, chắc có thể là như chị Hồng Vân nói là ông trời đặt đẻ vậy đó. Thì sẽ ủng hộ mình về cái ước nguyện này. Sẽ có dịp luôn. Là con là mấy tuổi rồi cưng? Con 3 tuổi. Được 3 tuổi rồi. Đó, làm sao mà đi từ cái thời điểm này cho đến con lúc con 7 tuổi đó. Là đẹp nhất vì là sau đó bạn phải đi học. Đúng rồi. Hay đi thì hay kết hợp với, ví dụ như bạn muốn đưa hai mẹ con đi Đà Nẵng thì bạn đăng ký những cái giải chạy
marathon ở Đà Nẵng, bắt đầu vừa đi chơi mà vừa đúng rồi. Rồi bạn đi ông trời sẽ đem đến cơ hội cho hai tụi em để đi vòng quanh thế giới, cái đó nói thiệt luôn. Dạ rồi rồi nghe. Con muốn nói gì chồng ham? Nói chung thì em thì hôm nay em lên em cố gắng cho mình đẹp nhất có thể để ghi lại cái khoảnh khắc của cái chương trình đó. Thì em cũng sẽ đồng ý với anh là sẽ chậm lại và sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Và sẽ nói chung là sẽ cùng anh và con đồng hành đi trên cái mọi nẻo đường mà anh bước. Ra ve ve lại neo cảm xúc. Ve neo cảm xúc mới được. Rồi. Hôm nay bạn nhiều nha. Hai vợ chồng cảm và tối nghe nha. Dạ cảm ơn anh chị.